Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề kinh tế thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Bệnh mờ đục trắng gan trên tôm giống thẻ chân trắng, gọi tắt là TPD, là một trong những căn bệnh đáng lo ngại cho ngành nuôi tôm trên toàn thế giới. Đây là mầm bệnh mới nổi do chưa có biện pháp phòng trị. Mở đầu chuyên đề, Thạc sĩ Phùng Văn Toàn, Phó trưởng phòng khuyến ngư, Trung tâm khuyến nông Cà Mau sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về căn bệnh này. Trên tôm, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng, xuất hiện cái bệnh mà đục mờ thủy tinh trong cái giai đoạn giống và giai đoạn ấu trùng. Thì cái bệnh này thì đối với Việt Nam á, thì tôm giống thì nó đã xuất hiện cách đây khoảng 5,5 trở lại đây, và tôm thịt thì khoảng 5 trở lại đây. Thì cái nguồn gốc của cái bệnh này thì xuất hiện thì khoảng đầu năm 2020 ở Trung Quốc. Thì sau đó thì nó lan truyền qua thì đến Việt Nam. Thì đối với tôm giống, trong trại giống thì nó thiệt hại rất là lớn. Thường thường nó xuất hiện ở giai đoạn hậu ấu trùng, giai đoạn là khoảng 4 đến 7. Thì cái bệnh này là do một cái loại vi khuẩn. Cái tên của nó là Parahaemoticus. Thì nó cái hoạt lực nó rất là cao. Thì khi mà nó gây bệnh á, thì con tôm nó có dấu hiệu. Thì con tôm đó, cái cơ thể nó trong suốt, cái đường ruột nó trống, rồi con tôm bơi lội là khó khăn và nó lắng đái. Một số nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng như là Đầm Dơi, Nam Căn thì cũng có một số hộ đã có cái dấu hiệu bệnh này. Thì cái dấu hiệu về cái biểu hiện nó cũng giống, đã nghi ngờ cái bệnh này. Trước khi thả tôm á, để hạn chế cái thiệt hại của bệnh này á, thì bà con phải chọn những cơ sở có uy tín rồi xét nghiệm tôm, cái bệnh tôm kỹ càng trước khi thả, đặc biệt là cái bệnh TPD này trước khi thả. Và cái hai nữa, để giảm thì cái mình xử lý cái môi trường thật là tốt, diệt khuẩn, kiểm tra cái số lượng vi khuẩn tổng khuẩn para trong nước nó không có thì tiến hành thả giống. Cái nguồn nước mình diệt khuẩn thật là kỹ càng, thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh các yếu tố môi trường nằm trong khoảng phù hợp, đặc biệt là cũng như là cái kiềm pH vân vân. Trước khi mua giống, chọn cơ sở uy tín và xét nghiệm thật kỹ một số cái bệnh, đặc biệt là có cái bệnh này. Lội ra thì nó không có cái mang mầm bệnh này thì mình phải thả. Trong nuôi tôm siêu thâm canh, chi phí thức ăn chiếm 50-60% giá thành sản xuất. Quản lý thức ăn để nuôi tôm phù hợp không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn hạn chế tình trạng ô nhiễm ao nuôi do lượng thức ăn dư thừa. Do đó, người nuôi tôm phải nắm rõ quy trình nuôi để có một mùa vụ thành công. Tập tính ăn của tôm thẻ chân trắng là bắt mồi liên tục trong ngày. Người nuôi thường cho tôm ăn từ 4 đến 5 lần trong ngày. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi nên giảm lượng thức ăn cho tôm, đồng thời trộn thuốc phòng trị bệnh để tôm bắt mồi triệt để hơn. Vào những ngày này thì cái nắng rất là gay gắt. Vào 1-2 giờ chiều thì có thể là nhiệt độ lên 36-37 độ. Thì dẫn đến cái môi trường nước trong ao thì nó biến động rất là lớn, đặc biệt là cái nhiệt độ, độ mặn. Nhiệt độ tăng thì kéo theo độ mặn rất là cao. Thì một số ao nuôi tôm siêu thâm canh hiện tại độ mặn nó trên 30 phần ngàn. Thì như thế đó, nó nằm ở ngưỡng là cũng không phù hợp cho tôm phát triển. Thì do đó tại thời điểm này thì đa số tôm nuôi siêu thâm canh thì cái hiện tượng giảm ăn rất là rõ, tạo phát triển mạnh. Thì do đó thì nên trong cái quản lý tôm trong giai đoạn này á, thì bà con mình chú ý cái quản lý thức ăn và oxy. Thì do đó bà con mình mạnh dạn giảm cái lượng thức ăn hàng ngày xuống, tùy theo lứa tuổi của tôm, khoảng giảm 20-30% cái lượng thức ăn trong ngày. Trong 24 ngày đầu, thức ăn cần được rải đều trong ao để tôm bắt mồi dễ dàng. Với các ao có màu nước tốt, thức ăn tự nhiên phát triển có thể không cần phải cho tôm ăn trong 10 ngày đầu. Từ ngày thứ 25 trở đi, bắt đầu sử dụng nhá hay còn gọi là sàng, vó để kiểm tra, điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Cứ trưa đó, thì giá cỡ tầm 11 giờ bà con ngưng cho ăn, đến khoảng cỡ tầm 1 giờ rưỡi, 2 giờ. Thì giai đoạn đó mình ngưng cho ăn, mình tăng cường chạy hết quạt để nó gom chất thải, xác tảo tàn để mình siphon ra. Thì nó hạn chế cái khí độc, hạn chế ô nhiễm cái ao nuôi, thì tôm nó hạn chế bị ảnh hưởng. Thì do đó ngoài cái giảm lượng thức ăn thì bà con mình phải là tăng cường thay nước và hai cấp nước cao lên
để nó hạn chế cái phân tầng nhiệt độ giữa cái ao nuôi và cái tôm bên ngoài. Lượng thức ăn chỉ tăng khi mọi điều kiện nuôi đều thuận lợi, khi tôm có sức khỏe tốt. Phần cuối của đường ruột đầy thức ăn màu nâu, trong khi phần đầu và dạ dày có màu đen. Tuy nhiên, người nuôi tôm cần đặc biệt cẩn thận vào mùa nắng nóng, nếu như tăng lượng thức ăn dư thừa có thể gây ô nhiễm ao nuôi rất nhanh, dễ dẫn đến tôm bị stress và xuất hiện nhiều bệnh lý trên tôm. Sử dụng một số sản phẩm sinh học để định kỳ đánh hàng ngày vào để ức chế tảo, vì qua đó nó hạn chế khí độc thì giúp tôm mình của tôm mình là nó hạn chế bị sốc và vẫn đảm bảo nó ăn giảm thức ăn như tôm vẫn phát triển tốt, thì qua đó thì nó cái tốc độ sinh trưởng và cái kích cỡ thu hoạch thì nó cũng không có chậm hơn so với cái điều kiện bình thường. Mùa nắng nóng là giai đoạn đầy thử thách đối với việc nuôi tôm do ảnh hưởng của nhiệt độ cao, biến động môi trường và nguy cơ dịch bệnh. Do đó, việc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và chăm sóc sẽ giúp bà con nuôi tôm đạt hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị, trong nuôi tôm siêu thâm canh mùa nắng nóng, bên cạnh việc quản lý tốt thức ăn, thì quản lý tốt môi trường cũng không kém phần quan trọng giúp tôm nuôi phát triển tốt. Ngoài vai trò là mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn của tôm và giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, tảo còn là nguồn cung cấp oxy chính cho hoạt động hô hấp của tôm, làm giảm độ trong của nước, hấp thu muối dinh dưỡng dư thừa, hấp thu chất hữu cơ trong môi trường nước. Tuy nhiên, có hai nhóm tảo chính trong ao nuôi là tảo có lợi và tảo có hại. Người nuôi tôm cần nhận biết dấu hiệu tảo có lợi và tảo có hại để có giải pháp xử lý phù hợp. Tảo phát triển nhiều ở đây á, thì nó sẽ gây cái hiện tượng là thiếu oxy về đêm. Và thêm nữa là nếu mà tảo dày á, thì nó già đi. Già đi thì tảo sẽ rớt và nó sẽ tích tụ xuống nền đáy. Nó sẽ phát sinh một số cái khí độc và đồng thời á, thì nó tạo điều kiện cho một số cái mầm bệnh phát triển. Và hiện nay thì cũng gần tới đầu mùa mưa thì cũng thỉnh thoảng có một số cái cơn mưa trái vụ. Thì bà con lưu ý, chúng ta phải chuẩn bị các vật tư như là vôi phân, vi sinh đầy đủ. Khi cần là chúng ta xử lý ngay. Các chuyên gia khuyến khích người nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học để hỗ trợ xử lý tình trạng tảo phát triển, cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, dễ dàng phân hủy thức ăn thừa và chất bài tiết gây hình thành tảo ở ao nuôi, ức chế vi sinh vật có hại, ngăn chặn sự hình thành khí NH3, H2S, và các loại khí có hại trong môi trường nước. Thì trong cái vi sinh thì cũng có một số dòng vi sinh là có cái tính là diệt tảo, làm giảm tảo. Do đó mà chúng ta khi mà chúng ta mới thả tôm á, thì chúng ta phải lấy mực nước cao lên và đồng thời chúng ta phải gây màu nước. Gây màu nước cái độ trong ở đây thì cũng từ 2 đến 3 tấc. Như vậy thì nếu mà cái độ trong đảm bảo và cái màu nước nó ổn định á, thì cái môi trường vuông nuôi chúng ta ít biến động. Thì khi đó thì tôm chúng ta phát triển được tốt hơn. Và ngược lại, nếu mà chúng ta để nước cạn quá và chúng ta để tảo lên dày quá thì nó sẽ dễ bị phát sinh mầm bệnh. Thì hiện tại thì trong thời điểm này á, thì theo tôi quan sát á, thì một số cái bệnh thường gặp trên tôm nuôi của mình, đặc biệt vào mùa nắng á, là thứ nhất là cái bệnh là công thân đục cơ nè, thứ hai là cái bệnh gan tỵ nè, đó. Thì thứ ba nữa, cái bệnh đặc biệt hiện tại bây giờ là bà con mắc phải rất nhiều là cái bệnh phân trắng. Thì phân trắng ở đây thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà đại khái á, là cái mùa này á, thì tôi quan sát là cái tảo là chính. Chúng ta thấy khi mà chúng ta quản lý tảo mà nó không tốt, để cho nó dày quá, thì khi mà tảo tàn á, thì nó sẽ gớt xuống, nó tích tụ xuống nền đáy, thì khi mà con tôm nó ăn vô thì nó sẽ bị hư đường ruột nhiều. Đó, bị hư đường ruột ngay thì nó sẽ dễ bị phân trắng. Tảo có vai trò quan trọng trong nuôi tôm siêu thâm canh, vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa duy trì môi trường ao nuôi. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát tảo là bài toán đặt ra đối với người nuôi tôm để có vụ nuôi thành công. Hiện nay, do tác động của hạn hán, nắng nóng khiến cho ao nuôi tôm Quảng Canh cải tiến đối mặt với độ mặn tăng cao, tôm nuôi chậm lớn. Nghiêm trọng hơn, làm cho tôm nuôi thiệt hại, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Để chủ động trong công tác phòng trị bệnh cho tôm, hạn chế thiệt hại trong quá trình nuôi, ngay sau đây, kỹ sư Lê Thi Thơ, Phòng Khuyến Ngư, Trung tâm Khuyến Nông Cà Mau sẽ có những lưu ý đến quý vị và các bạn. Xuyên xuất hiện trong cái vuông nuôi của chúng ta, thì thứ nhất là
đó là cái bệnh là than đỏ. Thì đây là một trong những cái bệnh mà hiện tại thì cũng chưa có thuốc là điều trị hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải áp dụng một cái phương pháp phòng bệnh cho cái tôm nuôi chúng ta. Đó là trong cái quá trình chúng ta cải tạo thì cần phải có cái quá trình chúng ta cải tạo đúng theo cái quy trình kỹ thuật. Đó là phải có sự tác động về cái phơi đầm, rồi bón vôi, rồi diệt tạp. Và trong quá trình chúng ta nuôi thì chúng ta cần phải có sử dụng cái chế phẩm sinh học định kỳ 2 đến 3 lần trên 1 tháng. Và chúng ta cần phải có định kỳ sử dụng cái phân sinh học để gây nuôi được cái thức ăn tự nhiên. Xong bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải nói một vấn đề, đó là tình hình biến đổi khí hậu thời tiết. Thì chúng ta trong các cái vùng nuôi chúng ta thì chúng ta cần phải tôn cao các cái bờ bao lên để đảm bảo được cái mức nước trên cái đầm nuôi chúng ta lớn hơn 0,5m. Thì như vậy nó sẽ hạn chế và nó sẽ không có xuất hiện cái bệnh than đỏ này trong cái vùng nuôi chúng ta. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là trong quá trình chúng ta nuôi thì nó sẽ xuất hiện một cái nhóm bệnh thứ hai, đó là cái bệnh đen mang và cục gâu. Nguyên nhân là do cái mức nước trong cái đầm nuôi chúng ta nó thấp, rồi các cái tảo chết, rồi gông chết, nó sẽ chìm xuống nền đáy và nó làm cho nền đáy chúng ta bị dơ bẩn, dẫn đến là cái bệnh là đen mang và cục gâu này. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như hiệu quả trong lô hình nuôi. Thì để mà chúng ta khắc phục được vấn đề này thì chúng ta có mấy cái giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta nâng cao cái mức nước trên cái đầm nuôi chúng ta lên, đồng thời chúng ta phải sử dụng cái chế phẩm sinh học định kỳ khoảng 3 lần trên 1 tháng. Và song song bên cạnh đó thì chúng ta muốn làm tốt trong cái vấn đề sử dụng cái chế phẩm vi sinh thì chúng ta có hai cái vấn đề để chúng ta sử dụng cái vi sinh cho phù hợp. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải tạc định kỳ cái vi sinh trong môi trường nước khoảng 3 lần trên 1 tháng. Và vấn đề thứ hai là chúng ta phải phối trộn cái vi sinh này với các cái nhóm diêu lai để đưa cái vi sinh này xuống nền đáy để cho vi sinh này nó hoạt động và làm sạch cái nền đáy. Thì như vậy chúng ta phối hợp giữa hai vấn đề, một là trong môi trường nước, hai là cái nền đáy, thì như vậy nó sẽ làm sạch cái môi trường và làm sạch cái nền đáy. Thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là bệnh do cái đen mang và cục gâu. Xong bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải nói một vấn đề nữa, đó là chúng ta cần phải có cải tạo theo đúng quy trình kỹ thuật. Đó là giống như là cái bệnh than đỏ thì chúng ta cần phải có sự là cải tạo ban đầu phù hợp, bón vôi rồi phơi đầm để cho nó diệt đi một số các cái mầm bệnh và cũng như một số các cái vi khuẩn gây hại cho cái đầm nuôi chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta sẽ khắc phục được một số các cái bệnh trên cái tôm nuôi chúng ta. Và đồng thời bên cạnh đó thì việc mà nâng cao mức nước, việc mà chúng ta sử dụng cái chế phẩm sinh học thì nó sẽ làm ổn định các yếu tố môi trường, rồi giúp cho tôm nuôi chúng ta sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện hiện tại. Chuyên đề kinh tế thủy sản kỳ này của Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.